Cương Thi, Cương Thi! Trương Tử Hàm sợ hãi hét lớn. Và một mùa hè nọ, tiểu đồng bọn Vương Tử Hiên chạy tới nói cho tôi biết, ở phía sau thôn đào được một đồng tiền cổ, còn nói rằng đồng tiền cổ này vô cùng giá trị, có thể mua được rất nhiều thanh cây. Tôi nghe xong vô cùng thích thú. Trong những năm tháng sống khốn khổ, đây chắc chắn là một việc đáng vui mừng. Tôi không thể nhịn được cười, không nói hai lời trực tiếp đi theo Vương Tử Hiên chạy đến sau núi, gia nhập đại đội thi công, không lâu nữa sẽ có chiến lợi phẩm. Tôi vui mừng đánh liền một lúc mấy phát giấm. Lúc chúng tôi đang ra sức đào bới, Vương Tử Hiên hét lên. Nhìn xem, tôi đào được cái gì này? Đó là một chiếc dương gỗ, trong đó nhất định chứa đầy tiền xu cổ. Nào các anh em chúng ta mau cùng nhau mở nó ra. Rất nhanh chiếc dương đã được đào lên, đây đâu phải chiếc dương gỗ. Đây rõ ràng là một gỗ quan tài, mặt ngoài quan tài được xếp ngay ngắn và có rất nhiều tiền xu cổ. Dưới cảnh tượng đáng sợ trước mắt, tôi không tài nào đánh giấm ra được. Vương Tử Hiên giơ cuốc đi về phía quan tài, rầm 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 một trận cũng không lấy đồng xu ra được. Vương Tử Hiên thấy dùng cuốc đập cũng không lấy xuống được, liền chạy về nhà lấy cưa điện của chú hai ra. Cưa điện rất nhiều, chỉ mất 7-7-69 giây đã lấy được toàn bộ tiền xu cổ ra. Trong khi chúng tôi đang đắm mình trong niềm vui thu hoạch, Vương Tử Hiên đề nghị mở quan tài ra, nói rằng có thể vẫn còn nhiều tiền hơn giấu ở bên trong. Trương Tử Hàm lại đưa ra ý kiến phản đối, hắn nói cẩn thận có quỷ bên trong đó. Tôi ở một bên cạnh ngoại trừ việc thả giấm, còn lại không dám lên tiếng. Không đợi Vương Tử Hiên mở quan tài ra, cỗ quan tài đã bắt đầu có tiếng cót két vang lên. Chúng tôi nhìn chết lặng, trong tim sợ hãi, nhưng vẫn tò mò xem rốt cuộc có thứ gì có thể bật ra từ quan tài đây. Vương Tử Hiên thấy quan tài đang động đậy, giơ cuốc lên định gõ cho nó một cái. Vẫn chưa kịp ra tay, nắp quan tài đã tự bật ra văng xa vài mét. Cảnh tượng trước mắt khiến chúng tôi choáng váng. Trong quan tài là một nữ nhân áo đỏ, móng tay dài thâm đen dài 40 thước, bên người đặt một đống trang sức vàng bạc. Cương Thi, Cương Thi! Trương Tử Hàm sợ tới mức hét lớn lên. Giọng nói này thật sự làm tôi kinh hãi. Cái rắm nghẹn nửa ngày trong tiếng hét hoảng sợ của hắn liền phóng thích ra, nước tiểu cũng theo đó mà tuôn ra như suối. Đột nhiên người phụ nữ mặc áo đỏ mở hai mắt ra, rồi quay lưng bay đi, trong miệng còn liên tục phát ra tiếng xì xào. Dù trôi qua được một lúc rồi, nhưng sau núi vẫn văng vẳng âm thanh xì xào kỳ lạ đó. Chúng tôi phải mất một lúc mới hoàn hồn lại được, không còn dám lấy một thứ gì cả, tất cả đều bỏ chạy té khói. Tôi chắc chắn đã nhìn thấy một người mặc y phục màu đỏ, tóc tai bù xù. Đây không phải là nữ quỷ Cương Thi ở sau núi sao? Trời dần tối, việc xảy ra vào ban ngày vừa rồi đều đã quên sạch. Tôi và ông nội đang nằm hóng mát ở cửa, loáng thoáng nghe thấy tiếng xì xào, trong lòng tôi có chút sợ hãi. Đột nhiên khiến tôi nhớ tới nữ quỷ Cương Thi mặc y phục đỏ gặp ở phía sau núi. Tôi sợ tới mức muốn sát lại gần ông nội một chút. Quay đầu mới phát hiện ông nội đã không thấy đâu nữa, chỉ còn lại chiếc ghế đu kẽo kẹt một mình lắc lư. Tôi đứng dậy tìm trái phải, hét lên vài tiếng, ông nội cũng không đáp lại. Tôi nhất thời thả ra một quả giấm. Giấm vừa phóng ra, tiếng xì xào cũng lúc xa lúc gần, lúc to lúc nhỏ. Tôi lấy hết dũng khí lần theo, phát hiện thanh âm lại xuất hiện trong bụi cỏ phía sau nhà mình. Tôi lo lắng là Cương Thi mặc y phục đỏ ban ngày, liền lập tức lấy bát của ông nội, cho chút nước tiểu rồi bưng trong tay. Dù sao nghe người ta nói qua Cương Thi sợ nhất là nước tiểu của trẻ con, lúc này tôi mới dám từng bước tới gần bụi cỏ. Càng tiến lại âm thanh càng gần hơn, tôi liền ném cả bát nước tiểu vào bên trong bụi cỏ. Ôi má, ông nội thế nhưng lại chui ra từ trong bụi cỏ. Tôi đứng tại chỗ, có chút khó xử. Hóa ra bụng ông nội khó chịu đang giải quyết trong bụi cỏ, vô duyên vô cớ bị tôi hắt cho một bát nước tiểu. Ông nội nhìn khuôn mặt đẹp trai của tôi, cuối cùng vẫn phải tha thứ cho tôi, thoát được trận đòn. Tôi không thể nào ngừng cười đến phọt cả giấm. Nhưng vào lúc này, phía sau ông nội xuất hiện một bóng người. Tôi nhìn kỹ, một nữ nhân mặc y phục màu đỏ, tóc tai bù xù. Đây không phải là nữ quỷ Cương Thi ở sau núi sao? Tôi sợ đến nỗi không nói nên lời. Chỉ thấy nữ quỷ Cương Thi móng tay dài 40 thước đang hướng về phía ông nội. Vừa định tiến lại gần ông nội, liền bị đánh văng ra xa. Thì ra là do nước tiểu trên người ông nội nên nó không thể chạm vào ông nội được. Ôi má, ông nội hét lớn kéo tôi cùng chạy. Nữ Cương Thi lại lượn lên trước mặt chúng tôi. Lúc này ông nội bước lên chắn ở phía trước tôi, hét lớn, yêu ma phương nào, đừng có rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt. Vừa dứt lời, nữ quỷ Cương Thi liền nhào tới. Ông nội thần thủ nhanh nhẹn né một đòn, nhanh tay bẻ gãy một nhánh liễu. Vào lúc bà ta lại định lao tới, ông nội giơ cành liễu lên làm vũ khí đối đầu.
lập tức khiến cho yêu nữ văng xa vạn dặm. Tôi đứng bên cạnh hét lên cổ vũ, nhất thời kích động nên có tuột ra một quả giấm. Không ngờ chỉ một tiếng giấm lại khiến cho yêu nữ chú ý, nó lại thay đổi mục tiêu nhắm vào tôi. Ông nội thấy thế, lao tới đối diện với yêu nữ, đánh cho ả ta liên tục kêu la thảm thiết. Chống đỡ không nổi cành nhiễu của ông nội, yêu nữ liền quay đầu bỏ chạy. Thấy yêu nữ cương thi chạy trốn, tôi nói với ông nội về chuyện ban ngày ở sau núi. Mấy tiểu đồng bọn chúng tôi đào tiền su cổ, vô tình đào phải một cỗ quan tài. Yêu nữ cương thi chính là từ trong quan tài bay ra. Ông nội nghe tôi nói, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi tôi có phải là quan tài được phong ấn bằng một chuỗi tiền su hay không. Tôi liên tục gật đầu, tôi đang muốn nói ông nội dự đoán như thần, nhưng vẫn chưa kịp nói ra. Ông nội với một khuôn mặt nặng nề, hét lên chuyện lớn rồi. Chúng tôi vừa đi tới cửa, liền nghe thấy đầu phía tây thôn làng, truyền đến một tiếng kêu thất thanh. Ông nội tháo tấm gương bát quái treo trên đầu cửa xuống, còn dặn dò tôi khóa hết cửa sổ trong nhà lại. Nói xong lập tức chạy về phía tây thôn làng. Trong thôn xuất hiện một yêu nữ cương thi, tôi nào dám ở nhà một mình, liền chạy theo phía sau ông nội. Chưa đi được bao xa đã mất dấu ông nội, bởi vì các hộ gia đình trong thôn đều ở cách nhau khá xa. Mỗi lần đi qua cửa đều phải đi lên một quãng đường khá xa, dù sao cũng là đường trong thôn thường đi. Tôi cũng không để ý, cứ việc đi về phía trước, ngày thường đi chỉ mất vài phút. Hôm nay đi lại có cảm giác rất kỳ lạ, nhưng lại giống như rất quen thuộc. Mọi thứ xung quanh giống như được bao quanh bởi một làn sương mù mờ ảo. Tôi đột nhiên rùng mình, đầu đau tê tái. Tôi cảm thấy rằng có thể tôi đã va phải một con quỷ to lớn rồi. Tôi đứng im tại chỗ, vô cùng sợ hãi. Tôi không biết phải đi đâu. Bỗng nhiên nghe thấy phía sau có người gọi tên tôi, âm thanh rất lạnh lùng, không có một chút cảm xúc nào. Nói thật tôi sợ tới mức vọt cả giấm. Tiểu Trư, quay đầu lại nhìn ta đi. Tôi quay đầu lại, phía sau không có ai cả, chỉ có âm thanh gió vun vút trong rừng sâu. Tôi lớn tiếng hỏi ai đang ở nơi đó, nhưng không có ai đáp lại. Tôi quay đầu và tiếp tục đi về phía trước. Phía sau lại truyền đến một tiếng hô hoán với tôi, Tiểu Trư, quay đầu lại nhìn ta đi. Lúc tôi quay đầu lại thật sự nhìn thấy bóng một người đang bay lả lướt đứng ở đằng xa kia, nhưng tôi vẫn không thể thấy rõ ma xui quỷ khiến thế nào. Tôi lại đi về phía bóng đen vài bước nhưng vẫn không thấy rõ. Tiểu Trư, đến đây nào. Tôi đang định đi tới chỗ bóng đen đó, phía sau đột nhiên có một bàn tay kéo tôi lại. Tôi quay đầu lại nhìn, thì ra là Vương bà ở đầu thôn. Đêm muộn như thế này rồi còn mặc một bộ quần áo mới, tay lại lạnh như băng. Tôi còn chưa kịp nói gì, bà liền quay đầu đi về phía trước, còn bảo tôi đi theo bà, nói ông nội đang ở nhà của bà, bảo tôi cùng đi. Khi tôi quay đầu lại nhìn, bóng đen kia đã biến mất. Đi theo Vương bà chưa được bao lâu, cũng dần dần ra khỏi lớp sương mù, nhưng Vương bà lại biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này cũng đã đi tới sau nhà Vương bà. Tôi tiến vào bên trong sân vườn, ông nội quả nhiên ở đây, chỉ là Vương bà hình như đã chết rồi. Thì ra hai con dê nhà Vương bà đều bị nữ cương thi cắn chết. Vương bà nghe thấy tiếng động liền chạy ra cửa kiểm tra, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho đột tử. May mắn thay, ông nội kịp thời đến, cháu trai nhỏ của Vương bà đã may mắn thoát chết. Có thể do ông nội đã cứu cháu trai nhỏ của Vương bà, cho nên hồn linh của bà mới dẫn đường cho tôi, bằng không tôi cũng không đi ra được bức tường đầy ma quỷ ấy. Thôn trưởng nghe nói trong thôn có cương thi xuất hiện, một đám người đi tới nhà Vương bà. Sau vài câu hàn huyên, muốn nhờ ông nội ra khỏi núi tiêu diệt cương thi. Ông nội gượng cười nói, mình đã mấy chục năm không chạm qua sợi chỉ đỏ, gạo nếp, ký ức sớm đã xa lạ, sợ là không bắt được cương thi còn phải khiêng bộ xương già này về. Thôn trưởng không cho là như vậy, cười nói, năm đó có ai không biết danh tiếng lẫy lừng của Chư Thập Thúc Đại Sư, chuyên bắt ma quỷ chứ, chịu không nổi miệng lưỡi của thôn trưởng. Ông nội chỉ đành đồng ý, đi tiêu diệt nữ quỷ cương thi. Nhân lúc nữ quỷ vừa gỡ bỏ phong ấn, tinh khí không đủ, bây giờ là thời cơ tốt nhất để thu phục nó. Tôi dẫn thôn trưởng, còn có ông Trương Mù đi theo phía sau ông nội, cùng đi đến phía sau núi. Tôi cũng dẫn bọn họ đến chỗ quan tài của cương thi. Cảnh tượng ở nghĩa trang quả thực khiến chúng tôi vô cùng sợ hãi. Bên cạnh cỗ quan tài của nữ quỷ cương thi lại có thêm mấy cỗ quan tài nữa. Tôi còn chưa kịp đến xong mấy cái quan tài, ông nội đã nói, tổng cộng có 7 quan tài. Đây là ma trận bắt đầu tinh, 7 cỗ quan tài giống nhau, nối liền thành 7 ngôi sao, kết hợp với những đồng tiền cổ, dùng để niêm phong quan tài. Thứ nhất có thể ngăn chặn xác chết biến đổi, thứ hai giúp cho hậu nhân có thể tài vận hanh thông,
Nghe ông nội nói như vậy, tôi cùng thôn trưởng đều ngây ngẩn cả người. Chỉ có ông Trương mù dường như nghe ra được chút manh mối. Nếu thi thể trong quan tài biến đổi, chắc chắn lúc hạ táng nhất định đã có người động tay động chân. Ông nội gật gật đầu, đồng ý với lão Trương mù. Ông nội nhìn chằm chằm mấy cỗ quan tài hồi lâu, nhớ lại trước đây có nghe người ta nói qua, gia đình giàu có nhà họ Lưu có bí mật chôn cất một người vợ lẽ, còn chôn cùng 6 tên hạ nhân bát tự vô cùng tốt. Thôn trưởng càng nghe càng sợ hãi, năn nỉ ông nội mau chóng bắt được cương thi để tránh đêm dài lắm mộng. Lão Trương mù cũng gật đầu đồng ý. Ông nội thì nhìn trái nhìn phải, lại đi về phía bụi cỏ bên cạnh. Lúc trở về cầm theo một nắm cỏ không có rễ, đến trước mặt ba người chúng tôi rồi niệm mấy câu thần chú, một lòng hướng đạo, lục giới môn, thiên nhãn mở ra. Sau đó dùng cỏ không rễ đung đưa trước mặt chúng tôi. Sau hành động này, ông nội nói chúng ta có thể nhìn thấy dấu chân của cương thi. Quả nhiên, lúc này một loạt dấu chân trên mặt đất phát ra ánh sáng xanh nằm trong tầm mắt. Ba người chúng tôi vừa phấn khích vừa sợ hãi. Ông nội thấy chúng tôi ngây ra không biết làm gì, liền để chúng tôi tự hành động. Thời gian của nắm cỏ không dễ có hạn, chúng tôi vội vàng đi theo dấu chân cương thi. Bốn người chúng tôi lần theo dấu chân của cương thi, càng đi càng xa, thấy dấu chân kéo dài đến cửa lớn của một ngôi nhà liền biến mất. Thôn trưởng nói cương thi nhất định trốn trong tòa nhà này, bằng không dấu chân cũng sẽ không biến mất. Lão Trương mù lấy la bàn ngũ hành ra. Tòa nhà này âm khí rất mạnh, cửa chính đã bị hư hại, quanh năm bệnh tật quấn thân. Tôi đi tới trước cửa, muốn thử xuyên qua khe cửa nhìn vào trong. Mới đến trước cửa, lại nghe thấy bên trong rất sôi động, có tiếng người nói ồn ào, giống như đang lắc cóc đánh bạc, cười cười nói nói. Lông tóc tôi đều dựng thẳng lên. Nửa đêm canh ba, một căn nhà hẻo lánh như vậy, sao lại có tiếng người cười nói ồn ào như thế? Sự tò mò thúc đẩy tôi, tôi nhìn vào cảnh cửa đã được che lại. Tôi đứng bên cửa nhẹ nhàng đẩy ra một khe hở để nhìn vào trong. Chỉ thấy một bà lão đang quét sàn nhà. Tiếng ồn ào cũng không còn, chỉ còn tiếng chổi quét qua lại. Khi tôi lại xuyên qua khe cửa nhìn vào trong, mặt lão đại nương kề sát khe cửa, làm tôi sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Bà lão mở cửa hỏi, một đám người chúng tôi nửa đêm ở chỗ này làm cái gì? Lão Trương mù vội vàng đáp lại, nửa đêm vội đi, xung quanh lại không có quán trà, quán rượu, đi ngang qua quý phủ thấy có tiếng ồn ào, có thể ghé vào xin cốc nước, nếu có chỗ nào mạo phạm, xin lượng thứ. Lão đại nương cho chúng tôi vào sân, chúng tôi liền ngồi ở chỗ bàn nhỏ trong sân. Lão đại nương nói, muốn cho chúng tôi chút trà nước, điểm tâm, sau đó đi vào phòng. Phòng ốc lớn như vậy cũng không thắp một ngọn đèn, thỉnh thoảng truyền đến từng trận ho khan bén ngọn chói tai, bầu không khí trong nhà kỳ dị đến lạ thường. Lúc này thôn trưởng đầu đầy mồ hôi, nói là đã nhịn cả một đường, muốn đi vệ sinh giải quyết. Nói xong liền đi chạy đi. Ông nội dặn trưởng thôn nhanh chóng giải quyết, ở trong nhà không được chạy loạn. Lão đại nương bưng trà nước điểm tâm tới, tôi liền cầm một miếng lên ăn. Ông nội và lão Trương mù chỉ uống một ít nước, tôi vừa ăn được vài miếng liền cảm thấy mùi vị có chút lạ. Ông nội nghe tôi nói vậy, cầm một miếng lên ngửi thử, nói rằng mùi máu rất nồng, cảm giác sợ hãi ập đến. Tôi liền móc họng nôn ra. Ông nội nói thêm, nó giống như máu lợn. Bà lão ở bên cạnh lạnh lùng nói, ta làm huyết cao heo cho lão ra trong nhà, ông ấy bị lao phổi nhiều năm, hôm nay ông ấy ho khan nặng, không ăn được bao nhiêu ta liền mang tới cho các ngươi. Ông nội phát hiện nơi này không hề bình thường, ông nội là người biết nhìn xa trông rộng nên quyết định rời khỏi nơi này. Ông nội cảm ơn trà và điểm tâm của bà lão, nói vẫn còn việc quan trọng phải làm. Chúng tôi ra khỏi sân, lão đại nương vẫn bất động đứng yên tại chỗ, hướng mặt về phía trước với nụ cười quỷ dị. Chúng tôi đang định rời đi, bên trong đột nhiên vang lên một tiếng hét lớn. Lúc này mới nhớ ra thôn trưởng vẫn đang ở bên trong đi vệ sinh còn chưa ra ngoài. Chỉ thấy một con quỷ nhỏ đang cưỡi trên đầu thôn trưởng. Thôn trưởng chỉ lo đi giải quyết nỗi buồn, lại quên hỏi nhà vệ sinh ở đâu, nhìn trái phải cũng không tìm thấy, liền ngồi xổm luôn vào trong bụi cỏ trước mặt. Khi vừa ngồi xuống, nhận thấy có gì đó xung quanh mình, thấp thoáng có một đôi mắt đang nhìn ông trong bóng tối. Cả người đều tê dại, sức ép đó đè lên ngày càng mạnh. Đột nhiên một đôi mắt màu xanh bay lơ lửng trước mặt ông. Thôn trưởng theo bản năng rời vị trí, trốn trong bụi cỏ, nhưng đôi mắt kia lại hiện lên. Thôn trưởng lần này nhìn thấy rất rõ ràng, quả thực là một đôi mắt rất to. Muốn đứng dậy rời đi, lại phát hiện mình đã cứng đờ tại chỗ, giống như là bị người chết đè ép không thể động đậy. Trên đầu thôn trưởng đột nhiên có một tiểu quỷ đang cưỡi lên. Thôn trưởng chỉ cảm thấy bả vai tê dại, đầu cũng nặng trĩu,
vì tai không ngừng, cũng không nói lên được lời nào, chỉ nghe thấy tiếng đứa nhỏ cười khanh khách, tiểu quỷ trên đỉnh đầu kia không ngừng lắc chiếc trống trong tay. Thôn trưởng càng nghe đầu càng đau, mơ mơ màng màng bị tiểu quỷ khống chế, bảo ông đi trái hắn liền sang trái, bảo sang phải cũng liền sang phải, biến thành trâu ngựa cho tiểu quỷ. Tiểu quỷ trên đỉnh đầu cũng chơi đùa vui vẻ. Ai ngờ thôn trưởng bị vấp phải tảng đã liền ngã ra đất. Tiểu quỷ cũng thuận thế ngã lăn trên mặt đất, thôn trưởng chỉ cảm thấy đau đầu, bò dậy nhìn thấy nó đang cười khanh khách trước mặt, sợ tới mức gào hét lên. Lúc này chúng tôi ở bên ngoài nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, mới nhận ra thôn trưởng còn đang ở trong sân của tòa nhà. Chúng tôi đang định xông vào xem tình hình, thôn trưởng lại chạy ra, còn nói với chúng tôi không có việc gì, chỉ là không cẩn thận ngã một cái. Chúng tôi thấy trưởng thôn không sao cũng không nghĩ nhiều, ông nội nói trời cũng sắp sáng, nên trở về nghỉ ngơi một chút, hơn nữa tinh khí của người tiêu hao quá nhiều, quỷ quái ngược lại càng dễ tiếp cận hơn. Không đi được bao lâu liền phát hiện sắc mặt trưởng thôn ngày càng khó coi, tinh thần uể oải, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười quỷ dị. Ông nội thấy thế, đoán chắc thôn trưởng nhất định là ở trong nhà gặp được thứ tà ma nào đó. Ông nội nói với chúng tôi phải đi vệ sinh, để cho ba người chúng tôi ở đây chờ một lát. Đến một bên, ông nội lấy ra một tấm hoàng phù, hồng liên chi hỏa, đốt. Tấm hoàng phù liền bén lửa cháy. Ông nội vung vẩy tấm hoàng phù đang cháy, thông qua ánh lửa nhìn về phía thôn trưởng, chỉ thấy một tiểu quỷ đang cưỡi trên đầu thôn trưởng. Quả nhiên có vấn đề. Tôi và Trương Mù cũng phát hiện trưởng thôn có chút dị thường, nhưng lại không rõ nguyên nhân. Ông nội giả vờ gọi tôi lại, hỏi có mang theo giấy hay không, chạy đến trước mặt ông nội. Ông nội nhẹ giọng nói, thôn trưởng bị tiểu quỷ nhập vào, bảo tôi nghe theo ám hiệu để bắt được tiểu quỷ cưỡi trên người trưởng thôn. Ông nội bí mật bày ra pháp trận trong rừng cây bên cạnh. Bố trí xong pháp trận, ông nội ra tín hiệu dẫn tiểu quỷ vào trong pháp trận của ông nội. Như vậy tiểu quỷ trên người thôn trưởng mới không thể trốn thoát được. Không lâu sau, một con hạc giấy từ trong rừng bay tới, dừng ở đỉnh đầu thôn trưởng. Tôi vừa nhìn thấy ông nội thì pháp dung môi nhử không chế. Quả nhiên tôi vẫn chưa kịp tiến lên, tiểu quỷ liền đi theo con hạc giấy. Con hạc xuyên qua rừng rậm, dừng lại bên trong rừng. Tiểu quỷ thấy hạc giấy đứng yên bất động, liền bay về phía hạc giấy, vừa định đưa tay chạm vào. Thái thượng lão quân mau mau hiển linh, hạc giấy liền biến thành lá bùa, đánh tiểu quỷ ngã lan ra đất, không cho nó kịp hoàn hồn. Lá bùa liền bao quanh tiểu quỷ, thế trận cũng thuận thế áp xuống. Tiểu quỷ muốn trốn khỏi pháp trận, chạy qua trái rồi lại phải, kêu rên liên tục cũng không thể thoát ra được. Ông nội thấy thời cơ đã đến, rút thanh kiếm gỗ từ trên trời giáng xuống, đâm thẳng vào đỉnh đầu của tiểu quỷ, trong tiếng kêu la thảm thiết tan thành mây khói. Lúc này thôn trưởng cũng bởi vì tổn thương nguyên khí quá mức, ngã xuống đất không dậy nổi, hơn nữa còn do kinh hãi quá độ, linh hồn từ trong người bay ra. Ông nội thấy thế liền hét lớn, xảy ra chuyện lớn rồi, trước khi trời sáng nếu không đem hồn linh trưởng thôn quay trở lại, thôn trưởng sẽ toang mất. Ông nội lấy ra một chiếc chuông, niệm thần chú trấn áp linh hồn, sau đó hướng về phía linh hồn đang bay đi, hô to tên thôn trưởng, Tôn Nhị Lăng, Tôn Nhị Lăng. Phía xa truyền lại một âm thanh quỷ dị, thôn trưởng nghe thấy liền phản hồi lại. Ông nội liền rung chuông, ta và Trương Mù Tử ra đầu đau tê dại, hỏi ông nội, thôn trưởng mất linh hồn, chúng ta làm sao có thể tìm về? Ông nội nói, cảm giác hồn linh đã bị khóa ở chuông chiêu hồn, chúng ta chỉ cần lắc chuông chiêu hồn sẽ nhận được phản hồi, như vậy chúng ta có thể triệu hồi linh hồn của thôn trưởng trở về. Trước mắt phải đưa cơ thể của thôn trưởng đến nơi khác, bằng không thân thể một khi đã lạnh, cho dù triệu hồi linh hồn, thôn trưởng cũng rất khó có thể tỉnh lại. Ông nội bảo chúng tôi tìm một ít rơm dạ dính xương che người trước, không cho dương khí thoát ra bên ngoài. Tôi và Trương Mù Tử vội vàng tìm rơm dạ mang đến đắp cho thôn trưởng. Ông nội lại cầm một chiếc ô đặt ở trên đỉnh đầu thôn trưởng, lơ lửng trên không trung. Thấy trời sắp sáng, ông nội bảo Trương Mù ở lại đây bảo vệ thật tốt thân thể thôn trưởng, quay qua nói với tôi chuẩn bị chiêu hồn. Ông nội một bên gọi tên thôn trưởng, một bên lắc chuông chiêu hồn, nhưng đi rất xa cũng không tìm thấy hồn linh của thôn trưởng. Ông nội móc ra một bùa hình nhân, viết tên của thôn trưởng lên trên đó, nói với hình nhân nhỏ nhanh chóng về nhà. Hình nhân nhỏ liền bắt đầu động đậy. Tôi cùng ông nội đi theo phía sau. Tôi gọi tên thôn trưởng, ông nội thì lắc chuông chiêu hồn. Không bao lâu sau, xa xa vang lên âm thanh hồi đáp. Tôi và ông nội liền đi về phía tiếng âm thanh đó, chỉ thấy linh hồn của thôn trưởng bị bốn con tiểu quỷ quấn lấy. Ông nội thấy thế hô to tên thôn trưởng, cũng không ngừng lay động chuông chiêu hồn trong tay. Linh hồn của thôn trưởng
lúc này mới được triệu hồi, bám vào trên người bùa vàng hình nhân. Mấy con quỷ hồn cũng thuận thế bay tới. Ông nội bảo tôi nhanh chóng mang hình nhân đi tìm ông Trương Mù, sau đó đặt trên ổ bát quái. Trời sắp sáng rồi, đi nhanh một chút, nếu muộn thì hồn linh của thôn trường sẽ bị âm sai mang đi. Ông nội nói xong tôi liền chạy nhanh đi, ông nội bị mấy con quỷ hồn vây hãm. Ông già này ở đâu tới, làm hỏng việc tốt của ta, được lắm, xem bọn ta trừng trị nhà ngươi. Nói xong mấy con du hồn này xuất hiện một đạo quỷ trận, nhìn rất muốn gợi đòn. Ông nội trong cơn tức giận đem đào mộc kiếm 40 thước ra, một chiêu xuyên qua quỷ hồ lô, chỉnh tề đem bọn họ đóng đinh trên thân cây. Tôi vừa mới chạy về liền thấy cạnh thôn trưởng không xa, có hai người đầu trâu mặt ngựa lưỡi rất dài. Tôi nghĩ thầm nhất định là âm sai mà ông nội nói, đây hẳn là muốn đem thôn trưởng mang đi. Tôi cuống quýt đặt bùa vàng hình nhân trên ổ bát quái, thôn trưởng cũng dần dần tỉnh lại, hai âm sai bên cạnh cũng biến mất. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Ông Trương Mù nói với tôi, khi chúng tôi rời đi, cương thi áo đỏ sẽ bay về phía ngôi làng. Chúng tôi cũng không đợi ông nội nữa, nhanh chóng chạy về phía làng. Chúng tôi vừa đến thôn liền nghe được nhà Lưu Phú vang lên tiếng khóc thảm thiết. Chúng tôi cuống quýt chạy tới, vừa vặn nhìn thấy Lưu Phú bị cương thi hung hăng cắn một ngụm, nước trái cây đỏ tươi theo móng tay dài 40 mét rơi xuống. Tôi ở một bên nhìn thấy run rẩy, không dám lên tiếng. Ông Trương Mù biết một chút đạo hạnh, cầm một tờ bùa vàng lập tức đi về phía cương thi. Nhưng vẫn chưa đi được vài bước, liền bị nữ cương thi đánh một đòn bay lui về sau. Ông ta vừa định đứng dậy, đằng sau lại xuất hiện hai tên cương thi. Ông Trương Mù rất tự tin, nghĩ rằng có thể đánh được 100 tên như vậy. Vừa nghĩ vừa chờ cương thi nhảy tới, mắt thấy cương thi đã đến trước mắt, còn chưa kịp ra tay, đã bị cương thi đụng ngã xuống đất. Mắt thấy hai cương thi lại nhảy đến chỗ tôi cùng thôn trưởng, tôi hô to thôn trưởng nghĩ biện pháp đi. Thôn trưởng lại bị dọa thẳng tắp ngã xuống đất. Cương thi nhìn vẻ mặt thôn trưởng đầy dấu chấm hỏi, quay đầu nhìn về phía tôi. Tôi nghĩ thầm cách này của thôn trưởng quả là một phương án tốt. Tôi cũng thuận thế ngã trên mặt đất, cương thi lại là vẻ mặt dấu chấm hỏi, sau đó liền nhảy lên người tôi. Tên cương thi kia thấy vậy cũng dứt khoát nhảy lên người thôn trưởng. Cứ như vậy, bạn có dám tin không? Hai tên cương thi lại nhảy điệu nhảy khá bành trên người chúng tôi. Tôi nghĩ thầm nếu cứ như vậy, không bị cắn chết cũng bị giẫm chết. Tôi nhịn đau liếc trộm thôn trưởng một cái. Thôn trưởng nhìn qua mặt không chút thay đổi, tỏ vẻ rất khẳng khái, áp lực lập tức liền đi tới bên tôi. Không có cách nào khác, đành nhịn vậy. Hai tên cương thi ở trên người chúng tôi nhảy ước chừng 67-69 phút. Thật sự không chịu nổi, tôi mới lớn tiếng hét lên. Lúc này nữ cương thi nghe được tiếng của tôi liền bay qua, dùng móng tay dài 40 thước kia, hai tay bắt lấy tôi cùng thôn trưởng. Tôi cùng thôn trưởng kêu rên liên tục. Nhưng vào lúc này, ông nội từ đâu bay tới, một kiếm liền xử đẹp hai tên cương thi nhỏ bên cạnh. Tôi vội vã hét lên, ông nội cứu con. Nữ quỷ cương thi giơ móng tay dài ra, hung hăng ném tôi và thôn trưởng xuống đất. Chúng tôi liền văng xa hơn 800 mét, ngay cả thanh kiếm gỗ của ông nội cũng bị ngăn lại, lập tức gãy đôi tại chỗ. Ông nội nhìn dân làng bị giết hàng loạt, thầm nghĩ, còn cương thi đã hút cạn khí huyết của họ, chỉ e là bây giờ rất khó đối phó với nó. Bảo ba người chúng tôi mau chạy trốn. Tôi và thôn trưởng cùng với Trương Mù ngồi trên mặt đất đau đớn không chịu nổi, nhất thời không cử động được. Nữ quỷ đột nhiên gào thét, những người dân bị cương thi hút máu bỗng nhiên đứng dậy, cả đám đều đã biến thành cương thi, lần lượt đi về phía chúng tôi. Ông nội lấy ra mấy tấm bùa vàng ném về phía cương thi, từng lá bùa được dán vào trán, khiến chúng đứng yên tại chỗ. Sau đó ông nội niệm chú những thanh mộc kiếm lần lượt đâm thẳng vào trán của chúng, đám cương thi biến thành tro tàn trong tiếng hét thảm thiết. Lúc này ba người chúng tôi thấy cương thi đều bị ông nội tiêu diệt, liền đứng dậy đi về phía nhà. Nhưng lúc này nữ quỷ cương thi giơ tay đánh chúng tôi ngã trên mặt đất, ngay cả ông nội cũng không thể thoát khỏi. Bốn người chúng tôi không cách nào chống trả, nhìn con cương thi trước mặt, cả đám lộ ra vẻ hoảng sợ. Nữ quỷ phi thân nhào tới, ông nội hô to, không được rồi, bèn niệm chú thành một đạo pháp trận ngăn cản nữ quỷ tấn công. Nhưng ả ta đã hút một lượng lớn khí huyết, sức mạnh của nó đã tăng lên gấp bội, hơn nữa nó còn liên tục tấn công như vậy. Ông nội chỉ có thể tạm thời chống chọi. Không lâu sau, hàng rào pháp trận của ông nội liền bị nữ quỷ đánh bại trong một trận nổ lớn. Lúc chúng tôi cảm thấy cả đám sắp tiêu rồi, một tiếng gà gáy truyền đến. Nữ quỷ nghe thấy thế vô cùng sợ hãi, vội vàng chạy trốn. Sau những ngày được nghỉ ngơi, ngôi làng cũng đã trở lại cuộc sống yên bình trước đây.
trưởng thôn cũng thường xuyên nhắc nhở dân làng dưới tiếng loa cũ lâu năm phải luôn cảnh giác khi có cương thi xuất hiện. Vì an nguy của dân làng, ông Trương Mù đột nhiên đưa đến người anh em đồng môn của mình và nói: "Đây là Lôi Lão Ngũ với thanh quỷ đầu đao kia, đã tung hoành âm dương giới hơn 2 năm." Lôi Lão Ngũ cũng một bên giới thiệu, một bên khoa tay múa chân: "Đao này là được Pep Ban lão tổ ban tặng, thân đao được làm bằng sắt, đen luyện trong 9 ngày mà thành, lưỡi đao được luyện bằng máu của Pep Ban lão tổ, trên lưỡi đao còn được khắc kim thân ấn của lão tổ, đao này một khi chém xuống, quỷ quái tất lui." Chúng tôi nghe xong nguồn gốc của quỷ đầu đao đều hết lời khen ngợi, nghĩ đến quỷ đầu đao chuyên chém quỷ quái, cương thi lợi hại đến đâu cũng phải đầu lìa khỏi xác. Ông nội nói hôm nay trăng tròn lại là ngày rằm, nữ quỷ cương thi nhất định sẽ xuất hiện để đi hút tinh khí. Một khi phát hiện nữ quỷ, Lão Ngũ sẽ lập tức dùng quỷ đầu đao chém nó. Chúng tôi vừa đi vừa nghĩ đến thanh đao của Lôi Lão Ngũ. Hôm nay nữ quỷ e là tới số rồi, đi chưa được bao lâu, một cơn gió lạnh thổi đến. Tôi chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo, trước mặt vô cớ có thêm một cây cầu gỗ. Ông nội vội vàng ngăn chúng tôi lại, nói đây nhất định là cây cầu quỷ. Cứ vào ngày rằm trăng tròn, những người chết không muốn đi đầu thai liền hóa thành âm quỷ oan hồn, lảng vảng trên cầu không đi, không đứng cũng không ngồi, chỉ sống vật vờ ở trên cầu. Chúng tôi nghe thấy vậy đều nổi hết da gà lên. Lúc này trên cầu truyền đến một tiếng kêu cứu thảm thiết, chúng tôi nghe thấy vậy đều dựng hết tóc gáy lên, tim như ngừng đập. Nhưng Lão Ngũ lại bật cười, còn muốn đi tìm xem con yêu nữ kia đang ở đâu, nửa đêm lại khóc lóc thảm thiết: "Thật xui xẻo cho các ngươi, tiện dùng chúng để mài quỷ đao của ta." Nói xong Lão Ngũ liền đi lên cầu. Trên cầu có hai hồn ma đang lăn lộn. Lão Ngũ tiến lại gần vung quỷ đao chém một nhát, còn ma ngay lập tức đầu lìa khỏi xác. Tôi ở một bên nhìn cũng cảm thấy ớn lạnh. Quỷ đầu đao của Lôi Lão Ngũ quả nhiên không tầm thường. Vung thêm một đao nữa liền xử đẹp con ma tiếp theo. Hai con ma cùng với cầu đá đều hóa thành khói bụi tiêu tán. Lúc chúng tôi còn đắm chìm trong uy lực khủng khiếp của quỷ đao, sắc mặt Lão Ngũ đột nhiên thay đổi. Ông nội niệm vài câu thần chú, sau đó rút mấy lá bùa màu vàng đặt theo đường dây màu đỏ. Lão Ngũ mặt biến sắc, dường như thấy ở phía xa có thứ gì đó đang lại gần. Nó còn mang theo một tà khí rất mạnh, hoảng hốt nói với ông nội: "Trước mặt có một luồng khí đen đang bay tới." Ông nội nhìn chằm chằm vào nó, rồi hét lớn: "Không ổn rồi, là chướng khí, bảo chúng tôi mau nằm sấp xuống." Một luồng chướng khí lớn ở trong chiếc quan tài bay qua đầu chúng tôi. Tôi vừa ngẩng đầu lên, quan tài lại bay ngược lại trên đỉnh đầu, sau đó dừng lại ở trước mặt chúng tôi. Ông nội không nói lời nào liền lấy lá bùa ra phóng về phía cỗ quan tài. Quan tài lại lập tức biến mất, rồi lại xuất hiện ở phía sau chúng tôi. Ông nội lấy ra một nắm đồng xu ném đến chỗ quan tài. Cỗ quan tài bị đồng xu ném vào lại chảy ra một chất lỏng gì đó, sau đó không ngừng rung lắc. Đột nhiên nắp quan tài bật ra, một đám khói đen từ bên trong bay ra. Chúng tôi chợt cảm thấy trong không khí tràn ngập mùi thịt thối. Ông nội nhắc chúng tôi bịt chặt mũi vào, nói nếu hít phải chướng khí này, nhẹ thì sẽ dẫn đến thần hồn điên đảo, nặng thì sẽ bị trúng độc mà chết. Vừa dứt lời, ông Trương Mù ánh mắt bị mê hoặc, đi về phía quan tài. Thấy ông Trương Mù cách quan tài ngày càng gần, ông nội vội vàng lấy ra một sợi chỉ đỏ trói hắn lại, ra sức kéo sợi chỉ đỏ lôi hắn trở về. Ai ngờ sức của Trương Mù quá khỏe, ba người chúng tôi cũng không kéo được. Ông nội lập tức niệm vài câu thần chú, cùng lúc đó phóng theo những lá bùa. Lúc này mới từ từ ngăn được bước chân của ông Trương Mù. Ông ta bị kéo lại. Từng tí một, nắp quan tài đột nhiên đóng lại, lao về phía tôi. Chúng tôi vì tránh chiếc quan tài nên đã không bắt kịp sợi dây đỏ trong tay. Trương Tử Mù ngã nhào về phía trước, cỗ quan tài lại quay đầu. Nhìn nó giống như một chiếc miệng khổng lồ muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi. Tôi kinh hãi nhìn, đột nhiên thấy rùng mình. Lúc này Trương Tử Mù mơ mơ màng màng đi lại phía chúng tôi. Quan tài lại lập tức bay tới, nhưng lần này nó lao thẳng về phía Trương Tử Mù. Ông nội hô to không ổn rồi, mau ngăn cản hắn lại. Quan tài lại giống như quỷ đói, há to miệng ngậm chặt lấy Trương Tử Mù, biến mất không dấu vết. Ông nội vì muốn tìm Trương Tử Mù trở về, liền thắp một nén nhang. Trên nén nhang có cuốn tóc của Trương Tử Mù, chúng ta có thể tìm thấy ông ấy theo khói bốc lên từ nén hương. Ông nội bảo tôi cầm nén hương đi thẳng về phía trước, ông nội cùng Lão Ngũ ở phía sau để nhìn rõ khói hương hơn. Chúng tôi đi rất xa, đã đi ra khỏi thôn của mình, thấy đã đến vùng ngoại ô của thôn làng bên cạnh. Cách đó không xa chính là nghĩa trang của thôn bên cạnh. Khói của nén nhang đến đây cũng dần biến mất. Mặc dù nén nhang trong tay tôi vẫn còn rất dài, ông nội nói khói hương không còn, chiếc quan tài đó nhất định đã bay đến nghĩa trang này. Chúng ta mau đi tìm Trương Mù.
Tôi nhìn nghĩa trang tối đen như mực ở trước mắt đầy những bóng đen thật khiến người ta hoảng sợ. Tôi liền nói với ông nội, tôi sẽ ở ngoài này chờ mọi người ra. Tôi thật sự rất sợ, không dám đi vào trong đó. Ông nội dặn tôi không được đi lung tung, gặp bất cứ ai, ngay cả A Trung, A Cẩu cũng không được chào hỏi. Nói xong liền cùng lão ngũ tiến vào trong nghĩa trang. Tôi đứng im tại chỗ không dám động đậy. Xung quanh thỉnh thoảng truyền đến những âm thanh quỷ dị. Đột nhiên phía sau có một người đi đến, mang theo hai gánh đồ. Trên gánh giống như là các loại bánh bao, nhưng cũng đen thui giống như cảnh trong nghĩa trang, còn giống như bị thiêu cháy cả người. Đến gần mới thấy rõ là một bà lão. Hình như bà lão không thấy tôi, cứ thế đi ngang qua. Tôi cũng có chút đói bụng, liền hỏi bà lão có phải bán bánh bao không. Bà lão quay đầu nhìn tôi, nói, đúng vậy chàng trai, tôi bán bánh bao cho người trong nghĩa trang, cậu muốn ăn một cái không? Tôi cũng không khách khí, liền đồng ý. Bà lão cười với tôi, buông gánh xuống, lấy ra cho tôi một cái. Tôi có chút căng thẳng, chiếc bánh bao đưa cho tôi cũng đen xì. Bà cười với tôi rồi nói bà đã lớn tuổi rồi, lúc nấu ăn khó tránh khỏi bất cần. Nói xong lại cười với tôi. Tôi vừa định đưa lên miệng ăn, ông nội liền cho tôi một cái tát. Đó là cho quỷ ăn, không phải cho người ăn. Lúc này tôi mới phản ứng lại, bà lão khi nãy đã biến mất. Thì ra nghĩa trang này mấy năm trước đã bị một bà lão nấu cơm đốt cháy. Tập trước nói đến tôi thiếu chút nữa ăn nhầm đồ ăn của quỷ, cũng may ông nội kịp thời ngăn cản. Ông nội và lão ngũ ở nghĩa trang của thôn lão trang thấy quan tài chất đống bên trong đã bị thiêu đến đen kịt. Ông nội nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cảm thấy rất hiếu kỳ, không biết nghĩa trang của thôn lão trang từ khi nào bị thiêu đến thảm như vậy. Lão ngũ thấy ông nội thắc mắc liền nói cho ông nội biết, mấy năm trước thôn lão trang có người khổng lồ tìm đến, còn nói gì đó với trưởng thôn lão trang tên là lão Thái Khôn. Lão Thái Khôn liền lén lút cho thây ma uống máu gà, sau đó bị một bà lão nấu cơm phát hiện. Ông ta thấy sự tình bại lộ liền muốn giết người diệt khẩu. Bà lão liền lấy một ngọn đuốc đốt hết cả nghĩa trang. Cả nghĩa trang và thôn trưởng lão Thái Khôn cùng lão bà toàn bộ bị lửa thiêu rụi. Ông nội cau mày, lão Thái Khôn này không lo đánh bóng rổ đi, lại nuôi quỷ ở nghĩa trang. Những âm thi này được ông ta nuôi dưỡng sớm đã hóa thành quỷ binh rồi. Nghe ông nội nói như vậy, lão ngũ liền chém một đao về phía cỗ quan tài. Quả nhiên tử thi bên trong sớm đã không còn. Nhiều âm thi như vậy, nếu biến thành âm binh của lão Thái Khôn thì quả là gai to. Lão ngũ vừa dứt lời, bên cạnh bỗng nhiên bốc lên một đám khói đen, một người đàn ông ẩn hiện. Trong đám khói, ông nội cũng không thể nhìn rõ, vội vàng bảo lão ngũ mau rời khỏi đây. Nếu như để âm binh của lão Thái Khôn đến, chúng ta chỉ còn con đường chết. Ai ngờ lão ngũ giơ đao ra nói với ông nội, ta đã tung hoành giới âm dương bấy lâu nay, được Peppa lão tổ phù hộ, sao có thể sợ hãi trước những thứ dơ bẩn như này chứ. Vừa dứt lời, trong đám khói đột nhiên truyền đến nụ cười quỷ dị. Sau đó lớp khói từ từ biến mất, đó chính là lão Thái Khôn. Mặc dù lão Khôn đã hóa thành cương thi, nhưng vẫn phong lưu như trước, nhưng thoạt nhìn bộ dạng không quá thông minh, vẫn đùa nghịch với quả bóng rổ trong tay. Quả bóng rổ kia đột nhiên bốc cháy, ông nội ở bên cạnh nhìn, liền hạ giọng nói, không ngờ lão Thái Khôn đã sở hữu tuyệt đỉnh công phu bóng rổ này, hai người chúng ta chỉ sợ đánh không lại hắn. Lão ngũ nào có quan tâm đến những thứ này, lập tức giơ đao chém về phía lão Khôn. Chỉ thấy lão Khôn giơ tay lên, lao quả bóng đang bốc cháy về phía lão ngũ. Người đàn ông trước mắt thoạt nhìn không thông minh này chính là lão Khôn, hắn đã biến thành cương thi. Lúc này hắn đang dùng lửa bóng rổ địa ngục của hắn đánh bại lão ngũ, khiến lôi lão ngũ miệng phun ra đầy máu ngã trên mặt đất. Lão Khôn phát ra tiếng cười quỷ dị. Ông nội đốt một lá bùa nói, ngươi lại ngang nhiên nuôi thây ma trong nghĩa trang, làm người bình thường không thích, lại muốn làm quỷ. Nói xong ông nội liền phi mộc kiếm và lá bùa đâm thẳng vào lão Khôn. Lão Khôn ngay lập tức dùng lửa bóng rổ địa ngục phi qua, thế nhưng thanh mộc kiếm cũng không ngăn cản được lửa bóng rổ của thái lão Khôn, trong tức khắc liền nổ tung tại chỗ. Ông nội nhìn về phía lão ngũ, trong lòng nghĩ chẳng lẽ hôm nay sẽ chôn thân ở đây. Còn chưa đợi ông nội bình tĩnh lại, một ngọn lửa bóng rổ địa ngục liền lao tới. Ông nội lấy gương bắt quái ra đánh quả bóng bật trở lại, lão Khôn không tránh kịp lại bị chính ngọn lửa của mình thiêu cháy, gào hét trong vô vọng. Ông nội thấy vậy liền bật cười, chơi đùa với lửa lại thành ra tự thiêu chính mình. Nói xong ông nội ném tấm lưới âm dương huyền minh nhốt lão Khôn lại để tránh ngọn lửa lan ra. Dù hắn ta có kêu rên như thế nào cũng không thể phá vỡ được lưới âm dương. Ông nội ở bên cạnh nhìn lão Khôn vùng vẫy trong đống lửa,
đúng là đùa với lửa sẽ tự chuốc lấy hậu quả. Đột nhiên một con gà vàng chui ra khỏi lưới âm dương, Thái lão côn lẩm bẩm, đâm thủng bầu trời đêm. Lúc này con gà vàng hét lên một tiếng, không lâu sau xung quanh Thái lão côn xuất hiện một đám khói đen, làn khói lạnh lẽo bao trùm xung quanh, dần dần bao trùm cả người Thái lão côn. Ngọn lửa âm dương cũng bị làn khói lạnh dập tắt, ông nội cảm thấy cả người như đóng băng, dường như nhìn thấy hàng ngàn bóng ma đang ẩn mình trong làn khói. Ông nội vô cùng kinh ngạc, không ổn rồi, là âm binh, hóa ra Thái lão côn lại nuôi nhiều âm binh như vậy. Ông nội sợ đến mức dựng hết tóc gáy, kéo lão ngũ ra phía ngoài cổng cùng tôi chạy đi. Chưa đi được bao xa, lôi lão ngũ lúc này mới chậm rãi tỉnh lại, liền bật dậy nhấc quỷ đầu đao lên muốn chém lão khôn. Ông nội khuyên can lão ngũ, vừa rồi thiếu chút nữa chết ở đây. Lão ngũ lúc này mới nhớ ra điều gì đó, nói hình như đã mơ thấy Trương Mù, hắn đang ở trong giếng cổ của nhà thờ tổ. Ông nội nghe thấy vậy, chẳng lẽ là Trương Mù đã báo mộng cho ngươi, đi thôi, cứu người quan trọng hơn. Trước mặt tôi có một người phụ nữ, trên đầu bị một chiếc bao tải bịt kín, đang treo lơ lửng trên cành cây. Chúng tôi tìm thấy một chiếc giếng cạn bên ngoài nhà thờ tổ, bên cạnh chiếc giếng còn trồng một cây hoa đào. Ông nội nói, trồng hoa đào cạnh giếng vốn là điều kiêng kỵ, sợ là trong giếng này có quỷ, trồng hoa đào là để xua đuổi tà ma. Ông nội nói thêm, giếng ngoại trừ dùng để uống nước, nấu trà ra, rất nhiều người cũng không biết giếng chính là nơi kết nối với âm giới. Nói đúng ra giếng chính là chỉ trên là dương, dưới là âm. Dân gian cũng thường nói rằng, trẻ em không thể nhìn thấy bóng phản chiếu của mình ở trong giếng vào ban đêm. Có lẽ đó chính là dáng vẻ của bạn lúc chết, hoặc là sẽ nhìn thấy ma quỷ. Nghe ông nội nói như vậy, trong lòng tôi lại thấy có chút tò mò, cũng muốn liếc mắt nhìn vào trong chiếc giếng cạn. Nhưng tôi lại thấy một bóng người nổi trên mặt giếng, người đó là tôi sao? Nhưng nhìn thế nào cũng không giống tôi chút nào, tôi sợ hãi không nói nên lời. Ông nội cũng cúi đầu nhìn xuống, nói trong giếng không có nước, có lẽ đã bị bỏ hoang nhiều năm. Tôi nghe thấy vậy, vội vàng rụt đầu lại, nhưng tôi rõ ràng nhìn thấy một khuôn mặt ở dưới giếng. Nhưng trong giếng không có lấy một giọt nước, làm sao có thể có bóng phản chiếu được. Lão ngũ thấy tôi nói vậy, cũng ngó xuống xem thử, nhìn thoáng qua, hắn nhíu mày nói, trong giếng lại có nước, nhưng không thấy bóng phản chiếu. Những thứ ba người chúng tôi nhìn thấy trong giếng lại không hề giống nhau, khiến cả ba người đều hoang mang. Ông nội nhìn tứ phía nói, cái giếng này xây ở nơi thiếu ánh sáng gần với nhà thờ tổ, bên cạnh lại trồng cây hoa đào. Sợ là những người trước kia trong thôn đã sớm nhận thấy sự kỳ lạ của chiếc giếng này. Hơn nữa thử liên kết lại mọi thứ sẽ rõ, từ việc chiếc quan tài biết bay, đến việc Trương Tử Mù báo mộng. Dưới giếng nhất định có ma quỷ ẩn náu, Trương Tử Mù cũng là bị con quỷ đó bắt đi. Ông nội bảo tôi mau chóng đi tìm cây dâu tằm. Tôi vừa quay đầu, trước mắt một người phụ nữ bị bao tải bịt kín đầu, đang treo lơ lửng trên cây. Tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần, nhìn thấy cảnh này, sợ tới mức gào hét ầm ĩ. Nhưng ông nội và lão ngũ thấy tôi la hét, không biết vì sao, lại hỏi tôi hét cái gì. Hai mắt tôi nhắm chặt, chỉ vào trước mặt nói, ông nội có quỷ. Ông nội nói, đó là một sợi dây có gì đáng sợ chứ, mau đi tìm cây dâu tằm về đây. Tôi mở mắt ra nhìn, bao tải trước mắt đã biến mất, tôi mới dám đi vào trong rừng. Tìm nửa ngày cũng không tìm thấy cây dâu tằm nào cả. Đột nhiên nhìn thấy phía trước một bà lão mang theo một bao tải đi về phía tôi. Bà lão còn nói với tôi, đêm muộn như này còn ở đây làm gì, cẩn thận không yêu nữ bao tải bắt ngươi về làm chồng đấy. Tôi nghe bảo lão nhắc đến yêu nữ bao tải, liền giật mình hoảng sợ. Lúc này tôi mới nhận thấy bao tải bà lão vác đang có máu đỏ tươi chảy ra. Tôi cũng không dám lên tiếng, chỉ dám im lặng trong sợ hãi. Bà lão thấy tôi không nói lời nào liền rời đi. Tôi thì hốt hoảng tiếp tục tìm cây dâu tằm. Nhưng tôi mới đi được vài bước, lại thấy một bà lão mang theo một bao tải đi về phía tôi. Vẫn nói những câu như cũ, đêm muộn như này còn ở đây làm gì, cẩn thận không yêu nữ bao tải bắt ngươi phải làm chồng đấy. Tôi nhìn bà lão trước mắt, đây không phải là bà lão vừa rồi sao, bộ dạng giống hệt nhau, cũng đang vác theo bao tải đang nhỏ máu trên lưng. Tôi nghĩ, có lẽ bà lão kia vẫn chưa đi xa. Tôi thử quay đầu lại nhìn, quả nhiên vẫn còn đang đi phía trước. Tôi bắt đầu hoảng hốt, đây rõ ràng là hai người. Bà lão trước mặt thấy tôi không nói lời nào cũng rời đi. Tôi đứng tại chỗ, sợ hãi không biết phải làm gì, chân cũng không còn nghe lời, lại đi về phía trước vài bước, xa xa lại có một bà lão đi về phía tôi. Lúc này nội tâm tôi hoàn toàn điên rồi, sợ tới mức vừa chạy vừa hét, vừa đi được vài bước, lại bắt gặp bà lão vừa rồi nằm trên mặt đất, xung quanh đầy máu. Tôi sợ tới mức ngồi trên mặt đất kêu to. Ông nội nghe thấy tiếng hét của tôi, lập tức cùng lão ngũ hốt hoảng chạy tới.
ông nội thấy tôi sợ tới mức không nói nên lời, cũng không hỏi tôi điều gì, lại trực tiếp mở bao tải bên cạnh bà lão. Ông nội và Lôi lão ngũ nhìn bên trong bao tải, nét mặt lập tức thay đổi. Ông nội và Lôi lão ngũ mở bao tải ra nhìn, đột nhiên sắc mặt của cả hai đều thay đổi. Trong bao tải chứa đầy thủ cấp của lão và bà. Ông nội liền hỏi tôi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bà lão này nằm trên mặt đất, trong bao tải vì sao còn có đầu của bà ta, hơn nữa còn đầy ắp một bao tải. Tôi ấp úng miêu tả cảnh tượng vừa rồi cực kỳ quỷ dị. Còn mỗi lần đi được vài bước lại gặp được một lão bà, hơn nữa đều mang theo một cái bao tải, còn nói với con những lời giống nhau, hình như bọn họ có vô số người, bọn họ đều lần lượt đi qua con. Ông nội nghe tôi nói như vậy, trong lòng có chút nghi hoặc, liền bảo tôi dẫn đi qua đó xem tình hình. Tôi đi phía sau, để ông nội và lão ngũ đi phía trước, nói với họ sắp đến nơi đó rồi. Cảnh tượng trước mắt quả thực khiến tôi sợ tới mức choáng váng đầu óc. Mà nữ bao tải đang cầm con dao trong tay, không ngừng phát ra nụ cười quỷ dị. Bà lão vừa rồi lần lượt xếp hàng dài, đang chờ đợi con dao trong tay của yêu nữ kia chặt xuống. Bà lão bên cạnh đang đứng cầm bao để đựng số thủ cấp đó. Ông nội nói yêu nữ kia vừa nhìn đã biết oán khí rất nặng. Nhiều lão bà như vậy vừa nhìn đã biết chỉ là ảo ảnh. Mà nữ bao tải trước đây nhất định là bị lão bà đó hãm hại, chết một cách oan uổng. Vì muốn thỏa mãn nỗi oán hận trong lòng, muốn để cho bà lão đáng ghét kia phải chịu cảnh chém đầu nghìn lần, nên mới có cảnh tượng quỷ dị này. Ông nội bảo lão ngũ và tôi tìm chút củi, quay lại đốt một đống lửa trên miệng giếng, và dùng máu chó đen đổ ở bốn phía xung quanh. Nhắc nhở chúng tôi phải bảo vệ miệng giếng. Chúng tôi vừa đi, ông nội lập tức niệm thần chú, rồi hô lớn ra một phát trận. Những lá bùa lần lượt bay đi. Sau một trận nổ lớn, khi lớp khói dày đặc dần mất đi, chỉ còn lại ma nữ bao tải đứng ở đó, ba lá cờ đang cắm chặt ở bên chân cô ta. Ma nữ vung dao trong tay, chốc lát đã phá tan lệnh kỳ trận của ông nội. Ả ta chỉ dao về phía trước, tạo ra một đạo quang lao về phía ông nội. Ông nội nhanh nhẹn nhảy lên né được một đòn, liền thuận thế ném ra một lá bùa, nhưng lại bị yêu nữ bao tải một đao chém đứt. Ông nội cau mày suy nghĩ, làm thế nào để đối phó lại yêu nữ này. Lúc này, yêu nữ lại phi thanh đao về phía ông nội. Trùng hợp thanh đao lại rơi ngay bên cạnh chân ông nội. Thanh đao tiếp theo cách ông nội gần hơn một chút, thì còn dao thứ ba rơi xuống đất, ông nội phải lùi lại một bước. Lúc này rất nhiều thanh đao liên tiếp phi tới, cũng chỉ là so với thanh đao lúc trước xa hơn một chút. Ông nội dần hiểu ra được, yêu nữ này không hề muốn hãm hại ông, chỉ là muốn dọa ông tránh xa ra. Ông nội lấy túi càn khôn ra và nói, trong lòng ta biết ngươi không có ý hại người vô tội, khuyên ngươi hãy vứt bỏ thù hận, hãy để ta thu phục ngươi vào càn khôn, ta sẽ cho ngươi sớm đầu thai, một lần nữa được làm người. Yêu nữ không hề đáp lại, chỉ phát ra một tiếng cười quỷ dị. Ông nội thấy tình thế không thể cứu vãn, đành bất lực đưa thiên địa càn khôn lên, thu, túi càn khôn trong nháy mắt phóng thích ra một lực hút lớn. Yêu nữ thấy ông nội chuẩn bị thi triển trận pháp, lập tức hóa thành một đám khói đen, bay về phía giếng cạn. Lôi lão ngũ và tôi sớm đã ở miệng giếng đốt lửa, cũng đã dùng huyết cầu rắc bốn xung quanh miệng giếng. Yêu nữ thấy miệng giếng đã bị chặn, liền phóng đao về phía tôi và lão ngũ, tiếp đó lại hóa thành một đám khói đen, xông thẳng vào miệng giếng. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, sau đó yêu nữ liền rơi xuống mặt đất. Cũng may ông nội kịp thời chạy tới, hướng thiên địa càn khôn về phía yêu nữ, thu, thiên địa càn khôn thu. Ông nội rất nhanh đã thu phục được yêu nữ bao tải vào trong bình càn khôn, ngọn lửa ở miệng giếng cũng đã cháy hết. Ông nội đi đến bên cạnh giếng rồi nhìn xuống dưới, sau đó hướng về phía miệng giếng hét lớn, trương mù, trương mù. Từ trên gào hét xuống dưới một hồi lâu, dưới đáy cũng không có tiếng đáp lại. Lão ngũ ở bên cạnh không kiềm chế nổi, cũng từ miệng giếng hô xuống, nhưng vẫn không có ai đáp lại. Lão ngũ nói, trương mù có khi nào đã bị chết ngạt rồi không? Hơn nữa cũng không thấy dấu vết khả quan nào cả. Nhìn kích thước của miệng giếng, chiếc quan tài bay kia cũng không thể chui lọt được. Tôi cũng ở bên cạnh phân tích, có lẽ trương mù không ở trong chiếc giếng này, mà nữ bao tải có lẽ cũng không phải ma quỷ trú ngụ ở đây. Ông nội cũng cau mày, suy nghĩ làm cách nào tìm được trương mù. Trương mù sống chết chưa rõ, có một số đạo thuật không dễ thi triển, như thế rất dễ làm hắn bị tổn thương nguyên khí. Vừa nói xong, trên trời đột nhiên sấm chớp nổi lên ầm ầm, chúng tôi đều hoảng sợ. Ông nội nhìn qua trời đất rồi nói, ngày mưa âm khí quá nặng, nước mưa chảy vào đáy giếng rất có thể sẽ chảy thẳng đến đường âm dương, đến lúc đó ma quỷ dưới lòng đất liền có thể thông qua nước giếng lưu lại bò ra khỏi giếng. Nếu như trương mù thật sự nằm trong giếng, vậy thì nguy to rồi. Nhân lúc trời còn chưa mưa, ta phải xuống đáy giếng tìm trương mù. Ông nội lấy ra túi càn khôn có ma nữ bao tải trong đó, dán lên một lá bùa màu vàng,
treo trên cây đào ở miệng giếng, dặn chúng tôi, nếu trời mưa to, hãy tìm chút rơm rạ đắp miệng giếng lại, sau đó tháo càn khôn xuống, đặt túi càn khôn lên đống rơm rạ. Vừa dứt lời, ông nội lập tức niệm thần chú, tổ tiên hiển linh, hãy dẫn đường chỉ lối cho con. Ngay lúc này, trên trán ông nội hiện ra một ngọn lửa, sau đó liền nhảy xuống giếng bắt đầu cuộc tìm kiếm. Dưới lớp khói mờ ảo, giống như có một bóng người, ngay cả thiên nhãn trên trán ông nội cũng không thể nhìn rõ được. Bóng đen đó nhìn chằm chằm vào ông nội. Ông nội cố nhìn rõ xem bóng kia rốt cuộc là người hay quỷ. Đột nhiên bên ngoài giếng, từng trận sấm chớp đang nổi lên. Ông nội cũng không ngờ dưới đáy giếng ẩm thấp như này lại có một không gian quỷ dị lớn như vậy. Ông nội thầm nghĩ, cho dù nơi này là thế giới ma quỷ gì, mặc kệ bên trong là người hay là ma, dù sao cũng nên chào hỏi một tiếng. Cái bóng ở phía trước đột nhiên lùi lại, ẩn sâu vào phía trong. Ông nội cũng tăng tốc độ đi theo hướng cái bóng, nhưng không đi được mấy bước, chân giống như bị dính chặt, thế nào cũng không nhúc nhích được. Một lúc sau, bóng người kia đột ngột quay trở lại, từng chút một tiến lại gần ông nội. Bên ngoài giếng, trời bắt đầu mưa to, tôi và Lôi Lão Ngũ vội vàng làm theo lời ông nội dặn, trải rơm rạ lên miệng giếng. Lão Ngũ từ trên cây đào lấy túi càn khôn xuống, sau đó lấy lá bùa ra. Lá bùa vừa được lấy ra, trên trời đột nhiên đổ sấm chớp ngày một lớn. Đột nhiên một cỗ quan tài xuất hiện ngay trước mắt chúng tôi. Tôi sợ hãi suýt nữa tè cả ra quần. Chiếc quan tài này chính là nó đã bắt Trương Tử Mù đi. Chiếc quan tài rung lắc dữ dội rồi tỏa ra khói đen, sau đó liền bật nắp quan tài ra. Tôi và Lão Ngũ ở bên cạnh nhìn chằm chằm vào nó. Chúng tôi đã nhìn một lúc lâu nhưng vẫn không thấy có gì xảy ra. Lão Ngũ liền nhấc đại đao lên, từng bước đến gần chiếc quan tài, ngó đầu nhìn vào trong, nhưng bên trong quan tài hoàn toàn trống rỗng. Lão Ngũ hô to, yêu nghiệt, không cần giả thân giả quỷ làm gì, mau ra đây chịu chết đi, xem ta trừng trị ngươi thế nào. Vừa dứt lời, tôi nhìn một chất lỏng màu xanh đang chảy ra từ bên trong quan tài, tôi sợ hãi cả người run rẩy. Lão Ngũ lại nghiêng đầu ngó vào bên trong quan tài. Đột nhiên trên trời sấm chớp lại nổi lên, trong giếng truyền ra tiếng nói. Một đạo kim quang từ dưới giếng bay lên, thoáng chốc ông nội đã xuất hiện trước mắt chúng tôi, nói kết giới âm dương đã bị du hồn phá tan. Nói xong liền triệu hồi bát quái pháp ấn, phong ấn miệng giếng lại. Hàng nghìn hồn ma cô độc đã bị phong ấn trong giếng âm, đây không phải một cái giếng bình thường, nhất định là năm xưa. Khi ngôi làng xây chiếc giếng này, tên trưởng thôn đã để cho những người có tâm địa bất chính xây dựng nó. Tôi và Lão Ngũ nghe ông nội nói như vậy, lúc này mới ý thức được lão trưởng thôn rất kỳ quái, chẳng trách đi đến đâu cũng bị ma quỷ làm phiền, hình dáng thì kỳ quái khác người. Ông nội nhìn về phía cái giếng, nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết dưới giếng, trong lòng lại thấy bất an. Thôn khôn lão chỉ sợ đã trở thành một nơi toàn là âm khí, không còn ai sống sót, âm u lạnh lẽo. Ta cảm thấy những âm hồn cô độc vẫn còn quanh quẩn đâu đây, không thể nhốt hết lại được. Lão Ngũ cũng cau mày nói, vậy tên Trương Mù kia rốt cuộc đã đi đâu, có khi nào hắn ta đã bị hại chết, đã hóa thành âm hồn dưới đáy giếng không? Ông nội nhìn Lão Ngũ, đau đầu không biết phải đi đâu để tìm Trương Mù. Lúc này ông nội mới để ý đến chiếc quan tài đằng sau Lão Ngũ, liền hỏi chúng tôi, đã xảy ra chuyện gì, chiếc quan tài đó tại sao lại nằm ở đây? Lão Ngũ nói với ông nội, chúng tôi cũng không hiểu đây là chuyện gì. Lúc đó sấm chớp nổi lên, quay lại đã thấy nó rơi ngay bên cạnh giếng. Chúng tôi cũng rõ nguyên nhân vì sao. Ông nội đi đến trước quan tài, dùng tay mò vào bên trong. Một chiếc quan tài rỗng sao có thể di chuyển dễ dàng như vậy, nhất định có uẩn khúc gì đó. Lão Ngũ tò mò liền trèo lên trên quan tài, muốn nhìn kỹ xem sâu bên trong có thứ gì, nhưng lại không nhìn rõ được gì, không nói lời nào liền trực tiếp nhảy vào bên trong. Đột nhiên Lão Ngũ sợ hãi hét lên, bên trong hình như có thứ gì đó. Lời còn chưa nói xong, quan tài liền đóng sập nắp lại rồi bay đi. Trước mắt vẫn chưa biết sẽ gặp phải ma quỷ gì, tôi đành phải đi theo ông nội. Chúng tôi càng đi càng xa, rõ ràng nhìn thấy quan tài bay về hướng này, nhưng đột nhiên liền biến mất. Tôi và ông nội nhất thời do dự, có nên đi sâu vào trong hay không. Lúc đang do dự, bỗng thấy phía trước có người ngồi xổm đang cắm mặt vào chậu than, trên đầu còn đội một cái nón, dưới nón che giấu tiếng khóc thê lương. Tôi không khỏi có chút sợ hãi, hỏi ông nội, người kia sau nửa đêm lại ra ngoài đốt giấy tiền, muốn dọa chết người ta hay sao? Ông nội nhẹ giọng nói, con nói chuyện nhỏ một chút, con không hiểu, người kia căn bản không phải đốt giấy tiền để dọa người, ngược lại là thật, con xem thứ bên cạnh kia đi, trong mắt của người giấy vẽ đẹp như vậy, người giấy chỉ cần vẽ bằng tình cảm, trong mắt sẽ có linh hồn rồi thì sẽ không muốn bị thiêu rụi, từ đó thành tinh tác quái. Tôi nghe thấy vậy cả người như chết lặng. Cái kia rốt cuộc là người hay là quỷ?
con quan tâm việc nó là người hay là quỷ làm gì, không trêu chọc nó tự nhiên sẽ không có chuyện gì. Con cứ việc đi theo ta về phía trước, thoải mái không nói không nhìn, chỉ cần đi bộ. Nói xong chúng tôi bắt đầu đi về phía trước. Tôi thật cẩn thận, không dám thở mạnh. Lúc sắp đi qua, tôi vô tình liếc mắt nhìn người giấy bên cạnh. Người giấy đó dường như đang cười với tôi. Da đầu tôi tê dại, không nhịn được mà kêu to. Ông nội nhìn tôi liền nói, hét cái gì vậy? Tôi nói người giấy kia vừa cười với con, nhưng khi nhìn lại, hoàn toàn là một biểu cảm khác. Mà nữ nhân đội nón ở bên cạnh vẫn khóc lóc không thôi, đang tự tay đốt đống người giấy kia. Tôi nhìn đến đơ cả người, luôn cảm thấy người giấy kia rất kỳ quái. Ông nội giục tôi mau đi khỏi đây, mau đi thôi. Nhìn cái gì mà nhìn? Chúng tôi mới đi được vài bước, phía sau truyền đến từng tiếng kêu ai oán. Đừng đi, đừng đi. Người phụ nữ đội nón kia chuyên bắt người sống làm thành người giấy. Ông nội và tôi đều ngây ngẩn cả người. Trong miệng tôi lẩm bẩm, bắt người sống làm người giấy, bắt người sống làm người giấy ư? Tôi đột nhiên đã hiểu ra vấn đề, vội vàng quay sang nói với ông nội. Người giấy vừa nhìn con cười chính là Trương Mù. Ông nội hoang mang quay lại nhìn, chỉ thấy người giấy đó đang giơ hai tay lên. Người giấy đó quả nhiên chính là Trương Mù, chỉ là không biết tại sao đôi mắt lại phát ra màu xanh, toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra một làn khói đen kỳ dị. Tôi hỏi ông nội, Trương Mù bị làm sao vậy? Ông nội nói, nhất định là bị người ta hãm hại hút gần hết dương khí nên mới ra nông nỗi này. Gần đây nhất định có người đang khống chế Trương Mù. Tôi lại nhìn qua người phụ nữ đội nón đang đốt giấy tiền kia, hỏi ông nội, có phải là người phụ nữ kia không? Ông nội không trả lời, bảo tôi trốn sau lưng. Ông nội lập tức niệm thần chú, dương hỏa chấn giữ, sức mạnh thần thông, lá bùa vừa bay đến, tất cả mọi thứ liền biến mất, bao gồm cả Trương Mù. Chỉ còn vọng lại tiếng khóc của người phụ nữ đội nón khi nãy. Tôi ở bên cạnh nhìn xung quanh, nhưng cũng không thấy tung tích của bọn họ đâu. Đột nhiên Trương Mù lại xuất hiện trước mặt chúng tôi, không nói lời nào liền xuất chiêu giao chiến với ông nội. Cũng may ông nội có một đạo bình chướng ngăn cản chiêu này của Trương Mù, nhưng tôi vì ở phía sau ông nội, không may đã bị đánh trúng. Tôi chỉ cảm thấy ngực rất nhói, sau đó liền ngã xuống đất, còn thuận thế kéo quần ông nội ra. Lúc này ông nội cùng Trương Mù đang ở trong trạng thái căng thẳng, vốn còn có thể dễ dàng chống lại, lúc này đột nhiên trở nên chậm chạp. Ông nội quay đầu cúi xuống mặt đất nói với tôi, thằng nhóc này, con đang làm cái quái gì vậy? Không thấy ta đang bận đánh nhau sao? Đúng là chỉ giỏi gây chuyện. Nói xong lại quay đầu hướng về phía Trương Mù nói, tạm dừng một chút. Trương Mù cũng hiểu ý của ông nội, nhưng khi ông nội kéo quần lên, dưới chân vươn ra tường cái móng vứt, nắm chặt lấy chân ông nội, không cách nào nhúc nhích được. Lúc này, xung quanh truyền đến tiếng cười quỷ dị, còn có tiếng khóc của người đàn bà độc ác bắt người sống làm người giấy kia. Đột nhiên bà ta bay đến trước mặt chúng tôi nhẹ giọng nói, ngươi muốn biến thành người giấy màu hồng hay là người giấy màu vàng? Nếu thích màu đỏ thì phải dùng máu của ngươi để làm, nếu thích màu xanh thì phải rút gân ra. Đột nhiên bà ta lại gần đội lên cho tôi một chiếc nón, ghé sát tai tôi nói, nhóc con ngươi không được nhìn. Sau đó tiến lại chỗ ông nội, đột nhiên một thanh đại đao lao tới hạ gục bà ta tại chỗ. Tôi và ông nội vô cùng kinh ngạc, nhìn kỹ thanh đao này chính là của Lôi Lão Ngũ. Sau đó Lão Ngũ cưỡi chiếc quan tài bay đến sau chúng tôi, tiến lại chỗ ông nội và nói, không ngờ ngoài chiếc quan tài cổ quái vẫn còn những yêu ma đáng sợ như này, kẻ đứng sau điều khiển quan tài cũng chính là bà ta. Nói xong, Lão Ngũ hướng về phía sau, một người nam nhân trong hình dạng nữ nhân, trên tay cầm theo một chiếc quan tài nhỏ, nhìn kỹ cũng không có nguy hiểm gì. Ông nội cũng nói thu nhận nó đi, nếu tìm được cơ hội tốt, sẽ giúp nó sớm đi đầu thai. Lão Ngũ thu hồi đại đao, người phụ nữ kia liền hóa thành một làn khói xanh rồi tan mất. Những cánh tay quỷ dưới chân ông nội cũng theo đó biến mất, khói đen trên người Trương Mù cũng tan biến, dần khôi phục lại ý thức, nhưng vẫn không ngừng nôn mửa. Ông nội nói, ma khí trong người Trương Mù quá nặng, e rằng rất khó khỏi hẳn, dặn dò Lão Ngũ dẫn Trương Mù lập tức trở về thôn trước. Tôi và ông nội đến nơi trú ẩn của ma nữ kia xem thử, trước khi đi còn thiêu cháy chiếc quan tài bay kia. Chúng tôi chưa đi được bao lâu, liền nhìn thấy ngôi nhà nhỏ phía trước đang mở cửa, có một đám người giấy đang cười nói rất náo nhiệt. Tôi ở bên cạnh quan sát một hồi lâu, nói nơi này ở vùng ngoại ô của thôn Lão Khôn, canh ba nửa đêm, chỉ là một cửa hàng giấy nhỏ, lại nhiều người giấy như vậy, thật là đáng sợ. Ông nội nói, những thứ này không phải do con người làm ra để buôn bán, xem ra những ma quỷ quanh đây đều đến đây mua người giấy sống về để hút dương khí. Tôi vừa nghe bắt đầu thấy sợ hãi, hai chân mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Ông nội kéo lê chiếc chăn chó
của tôi đi về phía ngôi nhà đó. Khi chúng tôi đến gần, những người giấy liền biến mất, ngôi nhà cũng lập tức đóng chặt cửa phòng. Đột nhiên trên cửa sổ phản chiếu ra gương mặt của người giấy, nhìn về phía chúng tôi rồi cười lớn. Lúc này cửa cũng được mở ra, sắc mặt ông nội liền thay đổi, hướng về phía tôi nói, A Chí, con mau vào phòng kiểm tra một chút, có ông nội ở đây, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, mau vào đó đi. Nói xong ông nội liền lấy lá bùa dán lên trán tôi, nói đây là ái thần chú, vô cùng lợi hại, ma quỷ cũng không dám động vào. Tôi nghe xong cũng yên tâm phần nào, liền phóng vào bên trong ngôi nhà. Má ơi, trước mắt lại có 7769 khuôn mặt đang hướng về phía tôi. Trong phòng chất đầy người giấy, một người giấy cố gắng thông qua ngọn nến trên bàn, cố gắng đốt ống tay áo của mình, nhưng không thể với tới. Một tên người giấy ở bên cạnh tức giận gầm gừ. Tôi nhìn cảnh tượng trước mắt cũng bị dọa suýt đái ra quần. Nhìn theo ánh nến, tôi mới chú ý tới chiếc giường gỗ bên cạnh bàn. Còn có một người đang nằm im, không hề nhúc nhích, giống như đang ngủ rất sâu. Tôi tự hỏi, đây không phải là nơi cư trú của bà lão đội nón kia sao? Tại sao lại có một người khác trong phòng? Mặc dù đã có là bùa hộ mệnh nhưng tôi vẫn thấy bất an. Mà xui quỷ khiến thế nào tôi lại đi về phía bên giường. Nào ngờ trên giường là một thi thể lạnh ngắt. Tôi sợ hãi la hét. Ông nội ở ngoài nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của tôi, cuống quýt lao vào trong. Ông nội vừa nhìn thấy vậy, lập tức bảo tôi lui về phía sau, nói bà lão đội nón đã chết mấy ngày rồi, trên giường nằm chỉ là chút linh hồn còn sót lại của bà ấy. Tôi vội hỏi, nếu đây chỉ là linh hồn, vậy thi thể của bà ấy đang ở đâu? Ông nội không nói gì, liền dùng kiếm gỗ tìm kiếm xung quanh giường nói, ở dưới gầm giường, không tin ngươi tự mình lại xem đi. Ông nội coi tôi là kẻ ngốc sao? Tôi đương nhiên là không tin. Đây là chuyện không thể, người đã lạnh rồi, làm sao có thể chui xuống gầm giường được chứ? Nhưng khi tôi nằm sấp xuống nhìn, bên trong quả nhiên là thi thể của bà ấy. Tôi vừa nhìn thấy liền hốt hoảng đứng dậy, ông nội lại nói, linh hồn của con người khi xuất ra, thường sẽ nhìn thấy mình đang nằm dưới giường. Khi nhìn thấy thi thể ở dưới đó, mới chính là thi thể thật sự. Tôi ở bên cạnh càng nghe càng sợ hãi, cầu xin ông nội nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng một người giấy đột nhiên bay đến trước mặt ông nội, trong ngực có ôm mấy cái bánh bao, phía sau còn dắt một con ngựa giấy, lại hướng về phía trên giường khoa tay múa chân cái gì đó. Tôi thấy có chút khó hiểu, nhưng ông nội liếc mắt một cái, liền nhìn ra dụ ý của người giấy. Ông nội không đợi tôi hỏi, liền nói, khi người chết lên đường, trong nhà thường đốt chút kiệu ngựa, lại tiện thể mang theo mấy cái bánh bao. Đây là để cho người chết không nhớ cố nhân, ăn no rồi an tâm lên đường. Ông nội nói xong, liền biến ra một ngọn lửa. Thái lão khôn cùng hai con gà tây đang chơi bóng, bị mùi hương từ xa truyền đến thu hút, lập tức không còn tâm trạng chơi bóng nữa. Mấy con gà đi về phía thái lão khôn, trong miệng lẩm bẩm nói cái gì đó. Dù sao cũng là tiếng gà, tôi cũng không hiểu lắm. Phiên dịch ra đại khái là chơi bóng có chút mệt, không thể chịu nổi trước mùi hương hấp dẫn này, muốn đi qua đó tìm chút đồ ăn. Thái lão khôn cũng dí dít đáp lại. Ngữ pháp mà thái lão khôn dùng rõ ràng cao cấp hơn hẳn, nên phần dịch có chút khó khăn. Tôi phải tham khảo rất nhiều câu nói nổi tiếng, tiểu sử cổ xưa, tóm tắt và dịch ra bốn từ, nghịch quá nên đói, hóa ra tất cả đều đã đói bụng. Thái lão khôn dẫn theo hai con gà lần theo hướng mùi hương phát ra. Lúc này ông nội và tôi đang nhìn cửa hàng giấy dần dần bị thiêu rụi. Tôi cũng ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ cửa hàng này, liền hỏi ông nội, cái gì có mùi thơm như vậy? Ông nội nói là mùi thơm của bánh bao nướng, hỏi tôi có muốn nếm thử không. Tôi vừa nghe vậy, nghĩ thầm có khi nào ông nội lại muốn chơi tôi không. Ông nội trông vậy mà nguy hiểm lắm, thứ này con người thật sự có thể ăn sao ạ? Những thứ nướng lên thế này, quỷ thần chỉ hút đi linh khí trong đó chứ không ăn thức ăn, vì vậy đối với người sống ăn cũng không xảy ra chuyện gì, chủ yếu là bản thân có muốn hay không. Không đợi ông nội nói xong, tôi vừa bĩu môi vừa tìm kiếm bánh bao trong đống lửa. Không lâu sau thật đúng đã tìm được một cái, vừa xoay người đã nhìn thấy thái lão khôn cùng hai con gà đang đứng ở phía sau tôi. Da đầu tôi căng thẳng, sững sờ tại chỗ. Một con gà đột nhiên hét lên yêu cầu tôi đưa bánh bao cho nó. Tôi chưa kịp lên tiếng, chiếc bánh đã bay đi. Họ mấy ngày rồi không được ăn sao? Nhìn ba người ăn rất ngon miệng, một con gà còn lại đột nhiên nhìn về phía tôi, xem ra là chưa ăn no, liền xông tới phía tôi. Tôi sợ tới mức kêu la loạn xạ. Trong lúc bối rối đột nhiên tìm được lá bùa đầu chó trên người. Tôi nhắm đúng thời cơ, khi nó bay tới, tôi liền phi lá bùa lên đầu con gà. Con gà trực tiếp bay thẳng vào đống lửa. Còn chưa đợi tôi phục hồi tinh thần, mùi gà nướng đã bay ra. Tôi hơi xấu hổ, nói với bọn họ, hai vị đại ca, đừng chỉ ăn bánh bao, nếu như chưa ăn no, ở đây còn có một con gà nướng.
Lúc này Thái Lão Khôn mới ý thức được bên cạnh thiếu một con. Tiểu đồng bọn rất phẫn nộ, lập tức lấy ra quả bóng rổ lửa, sau đó phóng một ngọn lửa xông thẳng vào tôi. Thái Lão Khôn mắt tỏa ra lục quang, dùng móng vuốt cả dài 45 mét đám lấy cổ tôi rồi giơ lên cao. Tôi cố gắng vùng vẫy nhưng cũng không thể thoát khỏi móng vuốt gà của ông ta, bởi vì tôi bị Thái Lão Khôn bóp cổ quá chặt, lập tức bị ép ra một dòng nước ấm. Dòng nước từ từ chảy đến móng vuốt gà của Thái Lão Khôn, móng vuốt gà lập tức bốc lên một luồng khói đen. Tôi cũng lập tức ngã vật ra đất. Thái Lão Khôn bị nước tiểu của tôi ngăn cản, nhất thời tức giận, một cước đá bay con gà bên cạnh vào đống lửa. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi ở bên cạnh hét lớn, đúng là thứ vô tình, thật tàn nhẫn. Tôi nhìn trái phải, cố tìm kiếm xung quanh, nhưng không nhìn thấy bóng dáng ông nội đâu. Lúc này, tôi lại một lần nữa bị Thái Lão Khôn bóp cổ giơ lên cao. Ông ta cũng muốn đưa tôi vào đống lửa. Tôi còn có một kỹ năng đang muốn thi triển, nhưng một giọt cũng không dặn ra được. Nhưng vào lúc này, một cỗ quan tài nhỏ từ xa bay tới, hướng về phía Thái Lão Khôn rầm một tiếng. Chiếc đầu của Thái Lão Khôn bị đụng trúng bay xa 2 mét, trực tiếp văng tới giỏ bóng rổ đằng xa. Thái Lão Khôn đến đây là đang xuất. Thì ra chiếc quan tài này là của Tiểu Cương Thi bị Lão Ngũ thu phục, cố ý tới đây để tìm tôi và ông nội. Dù sao Tiểu Cương Thi cũng là tiểu quỷ, rất quen thuộc với tình hình ở thôn Lão Khôn. Tiểu Cương Thi truyền đạt lại lời của Lão Ngũ, bảo chúng tôi lập tức trở về thôn. Nói Tiểu Phi, đã xảy ra chuyện, tôi vừa nghe vậy. Tiểu Phi mấy ngày hôm trước còn cùng tôi đến sau núi đào tiền cổ, sao lại xảy ra chuyện được chứ? Chẳng lẽ là do nữ quỷ áo đỏ gây ra? Không kịp hỏi kỹ, tôi và Tiểu Cương Thi liền chạy về thôn. Khi đến gần thôn, Tiểu Cương Thi liền biến mất, tôi đành một mình tiến vào trong nhà. Tiểu Phi, trong phòng còn có một số thôn dân, ông nội cũng ở trong đó. Ông nội hỏi Tiểu Phi rốt cuộc bị làm sao, chỉ thấy cha của Tiểu Phi rơi nước mắt nói, chư thập thúc, buổi tối lúc ăn cơm con tôi vẫn bình thường, mới ăn được nửa bữa, đột nhiên liền phát điên, cũng không nói lời nào, liền nằm sấp trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Sư thúc à, thúc mau đến nhìn xem. Ông nội đi đến bên giường, quan sát cẩn thận, chỉ thấy Tiểu Phi giống như một người chết nằm trên giường, không một chút nhúc nhích. Ông nội nhẹ nhàng mở mí mắt của Tiểu Phi nhìn thoáng qua, sắc mặt nặng nề, lại đưa tay thử hơi thở của hắn, bình tĩnh nói, hồn của đứa nhỏ Tiểu Phi này đã bị câu đi rồi.